Bây giờ mình sẽ may túi. Thì để may túi á, bạn sẽ kẻ đường túi xéo như thế này. Khoảng cách này sẽ là 5 phân. Độ dài đoạn này là 18 cm. Và mình vẽ lượn hơi cong một tí thì cái túi nó sẽ đẹp hơn. Các bạn lưu ý là 18, 16 đến 18 cm là được rồi nhá. Vì cái bàn tay đàn ông tùy vào cái bàn tay mình mà. Còn nếu mình làm to quá thì nó sẽ dễ bị phồng cái túi ra. Cái lớp lót túi nó sẽ có hình thù như thế này. Đó, bạn có thể cắt dài hơn tùy nha. Cái độ chiều dài này là mình ước tính nó tầm 29-30 cm. Từ trên xuống này mình gặp đôi lại. Gặp đôi lại, cả lại. Đoạn này mình chừa 1 cm để kẹp vào phần thân sau. Và còn vẽ lượn đoạn này cong xuống. Cái đoạn lượn này thì nó sẽ bắt đầu từ cái đoạn lượn đây. Đoạn này là 29-30 cm nha. Đây là mình có để dôi ra một đoạn 1 cm để kẹp vào phần thân sau. Còn cái phần bắt đầu mình vẽ lượn vào thì nó sẽ thấp hơn cái phần cao, tức là dài hơn cái phần miệng túi này. Và bây giờ mình sẽ mang đi may. Mình sẽ may đoạn miệng túi này lại với nhau trước. May theo đường cong nha mọi người. Mình có thể mang đi, mình sẽ gọt cái phần này đi. Phần lớp lót vừa này. Phần này mình sẽ may gập vào trong. Mình sẽ đem mang đi các sổ ở phần trên này. Mang đi các sổ ở phần trên này. Thì đây, sau khi mình cắt sổ cái này, mình gập cái phần này vào bên trong. Đó. Mình sẽ được cái phần miệng túi như vậy. Tạm thời như vậy, mình sẽ đi một đường 0,5 cm, thẳng từ trên xuống dưới. Còn cái phần lớp bên sau này thì sao? Mình sẽ có một cái phần gọi là đáp. Đáp như thế này. Để mình để vào đây. Mình sẽ may nó vào cái lớp lót này. Đó. May chỉ cần may dọc như vậy thôi, cong xuống. Để mình có thể che đi. Ví dụ như cái phần này. Đây chính là phần lớp lót. Tức là cái túi nó sẽ không có bị hở. Tức là mặt trong nó match với mặt ngoài ấy, cùng màu. Mình đáp cùng màu. Đoạn này là 5 cm. Mình sẽ giữ cố định như vậy và mình sẽ may cái lớp đáp vào. Có thể dùng ghim để ghim lại nhé. Ghim lại mình sẽ may chuẩn hơn. Thì đầu tiên là may ghim lớp đáp này. Sau đó thì đi một đường là 0,5 cm từ trên này xuống dưới. Mình sẽ bắt đầu may nhé. Thank you.
Thì may một lần thì thôi cũng được rồi. Có thể đi sơ một đường ở đây được nhiều người. Nhưng mà thật ra cũng gần đâu, như vậy là được rồi. Bây giờ cái phần trên này thì sao? Giờ mình gặp vào trong nha, đến đây rồi đúng không? Mình lại đi thêm một đoạn thì cũng 0,5 cm. Thì cái dài mét này thì nó trường này, gọi là cố định luôn. Túi bên kia tương tự như vậy. Sau khi mình đã may được túi thân trước ở cả hai bên thì mình sẽ tiến hành may cái phần, đặt phần thân sau lên phần thân trước và may ráp cái phần sườn hông lại nha. Mình sẽ may ráp phần sườn hông trước rồi sau đó đem đi phát sổ.